Chào mọi người nha, lại là mình Heo Tắm Nắng Shop đây. Clip này là soạn hàng cho cái đơn của bạn Lan Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Bạn ấy chọn những cái sticker ở cái ô thứ 9 này này. Chọn 15 tấm để cho mọi người xem. Cái ô này rất là nhiều cái đẹp nha, phù thủy này, chú hề này. Đó, mà hình nó rất là to mọi người thấy không? Hình nó to ơi là to luôn. Nó ngồi trên quả bí. Nói chung có mấy cái chủ đề Halloween rồi rạp xiếc rồi đó. Nó có bốn cái màu, màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu tím. Những cái tấm này là bạn ấy lựa từng tấm một nha mọi người, bạn ấy lựa rồi. Chẳng qua mình làm clip cho mọi người xem vậy thôi chứ bạn ấy lựa từ trước rồi nha. Cái mà shop bốc ngẫu nhiên sẽ rẻ hơn so với vào lựa từng tấm một nha mọi người. Tại vì các bạn vào live lựa từng tấm một thì nó mất thời gian hơn. Nhưng mà thực ra đắt hơn không bao nhiêu đâu. Đắt hơn khoảng 20 thôi. Là như vậy các bạn vừa xem được hàng thật, hình thật. Với lại ít khi nhầm lẫn đơn hàng vì các bạn lựa ngay trên live mà. Có này là cái tấm washi bạn ấy đặt này. Có lớp dán ở dưới nhưng về phải tự cắt nha. Mã này là mã 78 này. Đẹp cực kỳ luôn mọi người. Mình nói thật, cái washi bên mình rất là tự hào. Mã 71 này. Về các bạn trang trí cái gì cũng đẹp hết mọi người. Nhưng mà nhớ cho mình là cái tấm vuông hồi nãy, mấy cái tấm cute là nó không thấm nước, đây mã 66 này. Còn mấy tấm này nó có thấm nước vì nó là giấy nha mọi người. Nhưng mà đa phần á, thì mình chỉ trang trí lên giấy thôi. Các bạn thử đi, nếu mà cái giấy nó ướt thì kể cả dán tờ không thấm nước hay là tờ thấm nước thì cái tờ giấy ở dưới nó cũng ướt thì cũng coi như cái đó mình bỏ thôi. Nên nó không có quan trọng lắm ý.